Rồi, em xin chào nhà nha. Thì hôm nay cuối tuần đó nha. Em lên vài mẫu pin năng lượng cho nhà chọn ha. Thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha. Còn nếu tin tưởng em chuyển khoản ở bên em bao ship ha. Thì anh em nào mà thích đeo kiểu nồi đồng có đá đó, siêu bền này nữa. Với lại mà đeo đồng hồ làm biến thay pin nữa, chốt mấy dòng pin năng lượng ha. Lại mấy này là pin năng lượng nha. Cái độ kháng nước của nó rất là cao luôn. Nhưng mà hàng si á, thì bên em bán sẽ không bao nước nha. Cả nhà mình cân nhắc trước khi chốt giúp em ha. Rồi đầu tiên nha. Một con Casio, con này là thương hiệu dòng cao của con Casio nha, Ovenla nè. Để em search Google á, mình cứ tìm hiểu là Ovenla, Casio, Ovenla là biết rồi. Nó sẽ cao hơn những dòng Casio thường, tự nó ha, cái dạng thương hiệu cao cấp, thuộc dòng cao cấp của con Casio nha. Thì con này nó là chạy hai máy vừa kim vừa tử luôn. Kiểu nó dán là cái mẫu này mẫu quân đội nha. Cọc số của nó là cọc số học trò mà có dạ quang ha, test cho. Nói chung mấy dòng này có nhiều nhưng mà lâu lâu mới có nha. Độ mới cao cũng ít. Dạ quang đèn này, đèn gấp 2 giờ này. Con này pin năng lượng khỏe, đèn sáng vậy luôn nè. Thì nó là titanium nhưng mà nó mạ rơm cái màu xám nha, xám y như màu Senko 5 vậy. Dây khóa Casio Ovenla là nhập hiệu nha. Mặt sau đây. Thông số đủ vẫn là mã là OAW nè, 100 TDD. Thì nó là da băng nè, là nội địa Nhật nè, linh kiện phụ kiện là của Nhật, lắp ráp nhà máy đặt ở China nè, đó bắt đầu mới xuất về thị trường nội địa Nhật ha. Có nhiều anh em mà sợ China, sợ kiểu của Trung Quốc nữa đó nha, nhưng mà nó là linh kiện phụ kiện của Nhật ha, lắp ráp nhà máy đặt ở China thôi, như linh kiện của iPhone cũng vậy nha, vẫn có China ha, lắp ráp nhà máy China thôi, nó là của Mỹ ha. Rồi con này xe ngang của nó là 40/7, chiều đứng luôn là 46.4 mỏng nè, 11 ly hết nha. Con này kính zin còn đẹp không sứt mẻ luôn, mặt của nó như mặt nhìn mặt mỡ gà ấy nha. Dây con này để em test coi, con này dây thì dài nha, dây con này 18-18 năm được ha. Thưởng này anh em sưu tầm nhiều, con này độ mới cao. Rồi con này thì nó còn tiếng Nhật nè, em hướng dẫn cái nhà chỉnh giờ sơ sơ nữa ha. Hiện đang bình thường nha, mình bấm lúc 8 giờ chuyển qua đây mất pin, xem mất pin, xem nhiều múi giờ thế giới nè, rất tiện ha, mình coi được rất nhiều múi giờ thế giới luôn ha, như GMT nè, ví dụ vậy. Rồi con này thì báo thức nè, dòng này tới ba báo thức nè, ba báo thức trong ngày ha, một báo tiếng đúng tiếng chín cái nha, rồi báo tiếng ha. Rồi này giờ thể thao HZ đỉnh kim quay lại giờ bình thường nè, còn tiếng Nhật nữa nha. Rồi trước khi muốn chỉnh con này ấn nút 10 giờ giữ 5 giây nè. Chớp ha. Đó. Thì mặc định nó thì có nhiều anh em hô là China nhưng mà ở trong cái múi giờ thế giới này không có cái múi giờ nào của China nha, mặc định đầu tiên của nó bất cứ nước nào cũng vậy á. Mình reset lại là mình chỉnh giờ nó sẽ là Tokyo ha, Tokyo đầu tiên nó mới gọi là nội địa Nhật. Ở Việt Nam mình chọn múi giờ nào sáng được á, nhưng mà mình chọn BKK giờ Bangkok là trùng giờ Việt Nam mình để mình xem múi giờ thế giới nó chuẩn đó nha. Rồi đang Tokyo nè. Mình chọn lúc này nha, hoặc là lúc này thôi. Rồi em chọn lúc này chỗ gần thôi, BKK gần. BKK. Rồi, BKK giờ Bangkok ha, bấm nút 8 giờ chuyển nè. DTS mùa đông mùa hè chọn ốp ha, ốp sẵn khỏi chỉnh. Nó là mùa đông mùa hè Việt Nam mình đâu có đâu, chọn ốp. 12 24 tiếng thôi, thường em chọn 24 nha, 24 nè. Rồi, chọn 8 giờ tiếp chỉnh dây nè. Bắt đầu chỉnh qua giờ nè. Hiện tại là đang là để em coi. 10 giờ 33 phút nha, em chỉnh đúng luôn, 18 ha, bấm lúc này nè. Bấm nhanh luôn, gần tới nè. Hú cái chỉnh ngược lại thôi, con này dễ cái chỉnh tới chỉnh lui được ha. 10 giờ 33 phút nè. Này đang đúng luôn. Cái phút đúng mới khỏi chỉnh. Bấm qua đây chỉnh năm nha, bấm nút 4 giờ nè, chỉnh năm 2023 nè. 23 này nha. Đó. Rồi, bấm nút 8 giờ chuyển nè, chỉnh ngày tháng nè. Bấm lúc này chỗ gần nha, tháng 10 rồi. Đó, tháng 10 nè, đang chớp. Rồi bấm nút 8 giờ chuyển nè, năm 2023 ha. Cái bữa nay ngày 29 nè, bấm này chỗ gần. Ngày ha. Rồi bấm nút 8 giờ chuyển nè. Này tiếng Nhật nè, chuyển qua tiếng Anh thôi. Đó. Quay lại ra đó. Này là mình để chế độ on là khi mà tối nó ngủ đông nha, nó tiết kiệm pin ha, có chức năng ngủ đông luôn. Rồi bấm này quay lại giờ múi giờ này, rồi bấm nút 10 giờ kết thúc ha. Đó là cách chỉnh giờ con này đơn giản nha. Thì anh em muốn trải nghiệm thêm á, coi nếu mà coi video này chưa hiểu trải nghiệm thêm cứ báo em sẽ gửi video chỉnh giờ này cho, đơn giản lắm. Rồi con này thì độ mới ok, con này thì em bán cho nhà giá là 950 mã 77 nha, 950k mã 77 ha. Nó là titanium thép máy bay siêu nhẹ nha. Anh em mà dị ứng với mồ hôi muối, dị ứng với bản thép mồ hôi muối nè, chốt máy này ha. 950 mã 77. Này kết cho phần tin cho lâu cho em.
Thì cái dòng 4 cốt đó thì em có dòng này thì kiểu cũng dòng cao kính sapphire nè, con này kính sapphire nha. Cũng là bản titanium toàn thân. Nhưng mà cái này tay to ha, dây khóa titanium này. Cũng là Casio với Custom nha. Mặt sau đây. Này chuẩn nội địa này, sao băng K nè, tức là nó đầy đầu á, đầu tiên nó sẽ là lắp ráp sản xuất trong nước Nhật luôn. Thì anh em nào hay thích sưu tầm dòng Casio nội địa chốt mấy này. Mã WVA nè, 45450 TT. Con này độ mới cũng ok nha. Thì hàng xi là cũng phải là có vết lông mèo thời gian thôi, chứ nếu mà mới nữa thì khác, giá khác nè. Thì con này độ mới tầm 80 ha. Dây thì 18.5 để thoải mái luôn, 17 dư được hai ngón nè. Lên tay nè. Mặt xanh ha, test dạ quang chưa. Thì cách chỉnh giờ nó y như con mới nãy luôn, vừa con mới vừa gọi luôn, giống nhau đó, tụi nó bốn cốt. Đèn đây thì đời đầu đèn sẽ đèn âm ha, đèn âm đèn sáng. Dây khóa zin nó hết nha. Con này size to ha, anh em nào mà tay to thích đeo dòng to to siêu nhẹ chốt này. 45 xe ngang 45, đúng rồi, 44.9 với 45 chịu đứng luôn là 52.8 mỏng 11 ly ha, đúng rồi nha. Kính sapphire, riêng mấy dòng này kính sapphire, dòng kiểu dòng đặc biệt của nội địa Nhật đó. Nó là titanium mà nó cũng còn ok nè, siêu nhẹ. Rồi con này thì em bán 500 mã 82 thôi, 500k mã 82 titanium ha, em dị ứng với bản thép inox mồ hôi muối nữa, chốt mấy đó. Rồi em lên tiếp chỗ nhà dòng đây, dòng multi ban 6 đi, multi ban 6 em lên này trước nha. Với cấp tơ nè, thì con này mặt mở gà, cọc số thì dạ quang. Đó, đèn này, mấy dòng này pin năng lượng khỏe lắm nha, khỏe lắm, pin năng lượng khỏe mới bấm được vậy ha. Cục pin mà ở từ Nhật về mà mình chỉnh giờ ok hết mà nó khỏe, vì mình xài thêm mấy năm nha, 2-3 năm chưa xin nhờ mình xài đúng ha. Ví dụ mà mình đeo mỗi ngày thì không sao, còn mà ít đeo á, nhiều đồng hồ ít đeo cứ 4-5 ngày ra phơi nắng là cho nó sạc pin ha. Là cục pin ở nhà xài mấy năm bình thường ha. Đèn nó sáng luôn, cọc số thẳng dạ quang ha. Dây khóa zin của nó nè, độ mới của này còn ok nha, còn cao nè. Dây khóa nè. Nói chung nhìn thẳng còn đẹp nha. Nhìn nghiêng thì dưới ánh đèn thì đương nhiên cái nào cũng phải có lông mèo xíu đây. Nó em có báo ha, bên hông nè, độ mới cao nè. Thì riêng con này là cả nhà lắp được dây da ha, nó lắp được dây da luôn, mặt sau nước sơn còn đẹp, nước sơn còn đẹp. Tùy theo độ mới mua con đồng hồ vậy. Mã WVA này M630, linh kiện phụ kiện của Nhật, lắp ráp nhà máy đặt ở China, bắt đầu mới xuất về thị trường nội địa Nhật. Thì con này dây bản gốc, dây nào tan tan đây cũng được đó, tay to tay nhỏ cũng được, tự nó có cái khóa đó nè. Có nhiều anh em chưa biết, nó lẫy lên nè đó, đang bình thường lẫy lên rồi về tới về lui thôi đó. Về theo mắt dây mình lẫy xuống thôi, đơn giản thôi nha. Rồi con này thường là 42 sẽ ngang 42, 41.7 như 42, chiều đứng luôn là 44.7 mỏng 10.4. Thì đang bình thường là bấm này nè, xem mức pin nè, giờ thế giới nè, báo thức nè, giờ thể thao, giờ đếm ngược, quay lại giờ bình thường. Mấy dòng này em có hướng dẫn nhiều nha, này dây nè, này giờ nè, nếu mình coi giờ bằng kim mình để này ngày thứ nè, rất tiện luôn. Thì anh em mà hay đeo đồng hồ bình thường á, đơn giản bình thường quá cũng chán, nó mình chuyển qua này ha, chuyển qua này mình dạng như trải nghiệm, mà biết mình coi được giờ thế giới nè, nhiều chức năng nữa, đeo cũng vui ha. Rồi con này thì em bán nhà giá là 650 thôi, 650k mã 226 nha, dòng multi băng 6 ha, độ mới còn ok á. Với lại anh em nào thích mặt mở gà chốt này, mặt mở gà nói chung có nhiều anh em ta thích đó, có khi cần kiếm cũng có, lâu lâu mới có mấy bản này, mặt của nó mặt cát mở gà đèn sáng. Rồi 650 mã 226. Thì mặt mở gà em còn một con dây dù nha, dây dù này lắp cho nó bộ dây dù thôi, chứ thật sự là nó vẫn có bản dây da ha. Đó, anh em thích dây dù để dây dù đeo, dây này thì đeo bền rồi, nó siêu bền này, thì giống nhau hết thôi. Ừ, mặt sau giống nhau thôi nha. Đó, chung nước sơn con này thì không bằng con kia. Đó, nó tiền nào của nấy thôi, dây thì lắp bộ dây dù, thì còn pin thì vẫn khỏe bình thường, chức năng cũng bình thường. Test dạ quang kìa, đèn sáng luôn ha. Nó cũng vậy à, giờ thế giới, giờ thể thao, báo thức các kiểu. Dòng multi ban 6 thì em bán nhiều rồi, anh em đã từng xài biết nó siêu bền.
bên hông ở đây. Rồi xe ngang 42 ha, 42 đô lợi thôi, nó mỏng nè, 10 lá 8 này em bán 550 nha, 550k mã 72 ha. Ai kết chụp hình trên Zalo cho em luôn. Thì dòng đó thì em còn một bản dây titanium ha, thì nó đã là siêu nhẹ rồi, nhưng mà riêng con này thiết kế dành cho những anh em mà mồ hôi muối nè, dị ứng bản thép nè, là chốt titanium, nó titanium full luôn ha nha, full luôn nha, full dây khóa luôn nè, cho tới cái nắp luôn nha, nắp sau luôn đó. Thì vẫn là mã WVAM630, thì anh em nào mà dị ứng với bản cách in China thì mình nên dứt cách in Thái Lan đó, Thái Lan nha, cách in Thái Lan tức là nhà máy linh kiện phụ kiện của Nhật lắp ráp tại nhà máy đặt ở Thái Lan ha đó. Rồi bắt đầu mới xuất về thị trường nội địa Nhật ha, chất nhựa cũng rất là đẹp luôn. Chung con này mới lắm, con này anh em nào mà thích màu titanium mà dặn con này là vừa ý liền, nó siêu nhẹ, kính cũng đẹp đó. Kính zin không sứt mẻ, có lông mèo không đáng kể ha. Thì con này là cọc số học trò dạ quang thì chấm bi, thường là học trò sẽ dạ quang sẽ chấm bi nữa nha nè đó. Mà đặc biệt cái dòng casio này dạ quang nó giữ bền lắm nha, giữ sáng như lắm, đèn đèn mấy dòng này em bao ở nhà pin khỏe hết. Bên hông này. Rồi con này thì xe ngang của nó là 41.8 thì giống nhau thôi, cứ 42 đô lận thôi, càng đo chi tiết luôn, cũng giờ thế giới giờ thể thao bó thức các kiểu, chỉ khác cái kiểu thôi, còn chức năng là giống nhau hết nè. Con này thì độ mới cho nhà xem kỹ nha, rất là đẹp luôn, siêu nhẹ ha. Nhưng mà con này là bản dây gài nha, dây gài, dây con này tới 19 lên tay nha, con này đeo như không đeo vậy. Rồi con này thì em bán 700 nha, 700k mã 39, 700k mã 39, hay kết chụp hình tin Zalo cho em, tiền nào của nấy nha. Rồi thì dòng đó thì em vẫn còn con mặt trắng, trắng bản dây gút, chỉ cần cứ là số trò giao quan chấm bi thôi. Đó, đèn đây, con này còn tiếng Nhật luôn, mới chưa chỉnh cái gì em chỉnh hết cho, trước khi đi làm chỉnh giờ hết cho nhà ha, dây khóa bên hông. Thì cái này mình nhìn nghiêng có lông nè, nhìn vậy nè, có lông mèo nha, nó quay cho nhà thấy lông mèo tự là ánh sáng chiếu vô, còn nhìn nè, bình thường nha, ở ngoài bình thường nhìn nè, dây nó cũng bình thường nha, nhưng mà nó là bản thép ha, anh em mình về mình xì ba được ha, xì ba được hết rồi. Mà em thấy cái gì là không quan trọng đâu, mấy cái lỗi này không quan trọng nha, đồng hồ si mà phải có vết thời gian lông mèo xíu, chừng nào mà nó xước nặng hay khuyết gì nữa đó, cái đó thì nó xấu thiệt, còn này lông mèo là mình xì ba được hết. Có nhiều anh em hỏi nhìn là gì nè, hô xước quá, không không phải xước nữa nha, nó lông mèo thôi nha, mình xì ba đánh bóng là bình thường nha. Bên hông đây cho nhà xem vỏ nè, khoai xước bốn góc cũng còn, kính zin còn đẹp không xước mẻ, có lông mèo không đáng kể ha, mặt sau nước sơn cũng đẹp. Thì em đã quay từng chi tiết kia rồi đó, nhà cứ coi đi, có lỗi làm báo liền, yên tâm ha. Thì vẫn là mã WVAM630, con này khác mấy kia là bản, nó là bản mặt trắng thôi, dây gút xe ngang 42 ha, mỏng thì cũng giống nhau 10,6. Rồi con này cũng vậy nha, con này như test dầu quang chưa, test luôn đèn này. Rồi con này thì 650, 650k mã 262, có nhiều giá cho nhà lựa chọn mà, chứ đâu phải là cứ mẫu đó mà bán trùng một giá đó thì không được nha, bán mình cứ kèm theo độ mới mình bán thôi. Rồi thì dòng mua cho băng 6 thì em vẫn còn cái bản mà dây cao su ha, thì có nhiều anh em ta thích đeo dây thép, dây cao su hoặc là dây da tỳ, thì chốt cái này nè, dây cao su nè, thì bản thể thao nó sẽ to hơn xíu, nhưng mà chức năng cũng giống nhau thôi, mặt trắng vậy thôi. Đây đèn nè, mấy dòng mua cho băng 6 này pin năng lượng này em bao ở nhà pin khỏe ha. Nè, phay xước nè, phay xước bốn góc nè, bên hông cũng đẹp nha. Đó. Dòng bản cao su, dây cao su kiểu anh em mà thể dục thể thao chạy bộ chống thấm mồ hôi nữa, chốt cái này. Mã này là nó cao hơn kia xíu, tức là M640 là 40 sẽ cao hơn 630 xíu nha. Rồi con này thì dây khóa ok rồi, dây cao su ha, độ mới cao, xe ngang của nó là 43, nó to hơn kia xíu, mỏng 11,5, thì khóa zin hết, cái này còn phay xước là biết còn đẹp nha, kính zin không sứt mẻ, dẫn báo quét lông mèo, chức năng full hết nha. Cái này là em test ok hết rồi, nhà vậy lên tay thôi. Rồi em bán 600 nha, 600k mà 75, 600k mà 75 ha. Dù mình mua hàng si mà mình sưu tầm mới mới vậy nha, đeo cho nó chất lượng xíu. Rồi thì dòng dây cao su thì em vẫn còn bản multi băng 6 mặt xanh mà dây dây gài,
Con này đúng chất thể thao luôn, mà nó dây gài chắc lắm. Đó. Mà siêu nhẹ, mấy dòng to chứ nó siêu nhẹ lắm. Qua dây khóa nguyên zin nữa nè. Con này độ mới cao rồi, mặt xanh phong thủy luôn. Để em test vào quang cho nhà xem. Mấy dòng Casio ở nhà cứ dạo quang thì khỏi chơi, này nó sẽ sáng lắm, sáng à, với đà đèn này. Tối mình coi giờ, làm việc ban đêm coi giờ rất là tiện. Thì so với hàng mới bên Nhật nha, con này thì ba triệu mấy 4 triệu, mình ở Việt Nam mình mua hàng si mà người ta chỉ xài qua 1 2 nước này thôi là mình mua giá quá hời nha. Nè, dây khóa nè, viên đó nè, bên hông ở đây. À, kính zin không sức mẻ, dẫn bóng bắt đông mèo, nhìn cái phai xước trên kính cũng còn xíu nè, tức là ít xài nha, còn độ mới còn cao. Mặt sau đây đó, cái nhà nhìn nè, chúng ta còn sáng bóng nè. Thì con này vẫn là M640 đời cao nè, bản hầm hố, bản kiểu thể thao đó. Rồi xe ngang con này thì 43 đó, giống con cao cao su này đó, mỏng 11. Dây con này thì 18 được, 18 đeo vừa nha, lên tay 17 chắc đó. Có nhiều anh em ta thích đeo hầm hố to nè, con này thì siêu nhẹ rồi, nó mới dòng này nhẹ lắm, chỉnh được nhiều mũi giờ thế giới về thể thao báo thức còn tiếng Nhật nha. Cứ mặc định con này cả nhà cứ đi nước nào cũng vậy, cứ mặc định nó là Tokyo hết rồi. Anh em nào muốn trải nghiệm chỉnh giờ thì cứ báo em ha, em có gửi video qua cho. Mấy dòng này sau này anh em YouTube người ta hướng dẫn chỉnh nhiều nha, ngày xưa thì không ai biết nhiều, sau này người ta hướng dẫn chỉnh nhiều nên mình không có sợ là chỉnh không được giờ ha. Rồi con này thì bán 650 mã 221, 650k mã 221 ha. Mấy này là đúng siêu bền luôn à, giá bình dân mà siêu bền chỉ có mấy cái này thôi. Với lại là cả nhà đeo mấy này là trước mắt là không lo pin này, pin nó mà Việt Nam mà bấm mà khỏe vậy là cả nhà xài thêm 1 2 năm, 2 3 năm bình thường nha. Có con xài nói chung pin nó đúng đàng hoàng là cái chục năm á, bên nước ngoài Nhật người ta thiết kế mà. Con này thì cũng vậy thôi, con này thì nó mặt xanh nhưng mà nó khác cái con mặt xanh nãy ha, tự nó là số học trò dạo quan chấm bi nữa nha. Hai con mặt xanh giống nhau nhưng mà khác kiểu nha, em có nè cho nhà xem nè. Có nhiều anh em ta thích số thẳng, có nhiều anh em ta thích thích số học trò nha, chứ không phải là giống nhau hết nha. Dây khóa nè, bên hông độ mới thì giống nhau. Đó. Mặt sau đây vẫn là M640 ha, giống nhau hết. Xe ngang là 43 ha, mỏng thì 11 ly mấy. Con này dây chắc con này dây 18.5 được, 19 được nha. Dây này dài, mặt xanh, kính zin không sức mẻ, dạng báo quét lông mèo luôn. Rồi con này thì bán 650 luôn, 650k mã 75. Ai kết chụp hình trên Zalo cho em hai con nha, hai con mặt xanh giống nhau nhưng mà này số thẳng số học trò ha. Rồi thì mặt xanh em còn có mặt trắng nha, trắng ha. Dòng multi băng 6 thì bên em thì nhiều nha, bán mấy dòng này sao nó bền lắm, bán cho anh em xài bền siêu bền, giá bình dân mà mình đeo cái đồng hồ nó bền, khi mà nó hư là cũng đã lời rồi, nó hời rồi. Mặt sau đây đó vẫn là 640 ha, dây khóa. Anh em nào thích siêu bền nữa, chốt mấy này, dây thì 19 luôn, con này dài, mặt trắng, độ mới ok ha, cái này cũng còn phay xước nè. Rồi con này thì cũng vậy thôi nha, giống nhau 43. Con này em bán 600 nha, 600k mã 229, 600k mã 229. Ai kết cho phận tin Zalo cho em luôn. Rồi thì em lên tiếp cho nhà đây. Con này nha, con này dòng multi băng 6, dòng 6 kim nha. 6 kim ha. Lịch lọc cái lịch vạn niên gốc 4 rưỡi, thì con này cọc số dạ quang, nó là multi băng 6 nhưng mà như 7 kim chứ lộn, 7 kim nè. Đó, đây dạ quang đây 7 kim ha, này đóng này xem được nhiều múi giờ thế giới nè, giờ thể thao báo thức này các kiểu nha. Đó, này đồng hồ 24 giờ chỉ ngày đêm nè, này chỉnh báo thức xem múi giờ thế giới nè, lịch thì lịch vạn niên ha. Con này đang reset nè, đang đứng reset, có gì chút em chỉnh là cho. Bên hông ở đây đó, dây khóa zin đó nha. Mấy dòng này là pin năng lượng nha, nó có chức năng ngủ đông hết nha. Có nhiều anh em bỏ trong tối á, thấy nó không chạy cứ tưởng đâu là hư, chứ phải nó ngủ đông đó nha. Con này mã là WVQ M410, linh kiện phụ kiện của Nhật, lắp ráp nhà máy đặt ở China luôn ha. Dây khóa zin đó hết. Rồi con này 7 kim nha, nó có là giờ đếm ngược giờ để thao báo thức này các kiểu luôn, anh em muốn chỉnh giờ dòng này cứ báo em ha. Xe ngang 43 luôn, mỏng 12 ly 6.
Hôm nay em bán 700 mã 264 nha. 700k mà 264 á, bản dây cao su thể thao. Ai kết chụp hình tin Zalo cho em. Rồi con này dòng quay cấp tơ nè, 4 4 cốt là tức là dòng đời đầu á, y như con đầu tiên em lên vậy đó. Nó giống nhau nhưng mà nó là bản dây cao su. Độ mới đó nè. Thì con này giá bình dân thôi. Giá cho anh em, ví dụ mình mua một con điện tử ở Việt Nam á, 4 4 500 ngàn nhưng mà không bao giờ qua con này nha. Không bao giờ ha, cho mấy bé đeo á, cái độ bền không bao giờ qua này. Con này mã là WVA470. Dây khóa cao su. Hoặc là anh em đeo thể dục thể thao nữa đó, chạy bộ nữa. Coi giờ ha, nó cũng vậy nữa nha. Xem được nhiều mối giờ thế giới này, giờ thể thao, báo thức các kiểu á. Đây. Đèn nè. Thì cái dòng đời quay cấp tơ giờ 4 cốt sẽ đèn âm sáng. Rồi, xe ngang của nó là 41.8 mỏng, 12 đi 9, độ mới nè, độ mới cao nha. Rồi con này thì em bán 450 thôi, mã 77 nè, 450k mã 77 này. Kết chụp hình nhắn tin Zalo cho em. Rồi em lên tiếp cho nhà dòng Casio đi. Con này thì nè, cái này mua cho mấy bé hoặc là mấy anh tay vừa tay nhỏ thôi. Rồi con này này đang chỉ ngày tháng thứ giờ bình thường nè. Nó cũng là dòng quay cấp tơ nhưng mà ở Việt Nam mình chỉnh với giờ bằng tay thôi. Này kiểu nó này xem được giờ thế giới gì nè, báo thức nè. Này chỉnh thêm muốn giờ thế giới nha. Đó, này bấm giờ thể thao nè. Ngừng reset nè. Đó. Quay lại giờ bình thường, đèn đây. Đèn nha. Thì con này dây nó ngắn thôi nên em bán giá cho nhà cho mấy bé đeo đi học nó cũng bền, hoặc là mấy anh mà đeo để coi giờ dây nó hơi ngắn ha. Nè. Dây 17 nhưng mà ôm sát lắm. Này anh em tay 15.5 đi, 15.5 đeo thoải mái ha. 16 đeo vừa, 150k mã 203. Mấy anh mà hay làm mà đeo coi giờ cũng tiện lắm, dạng như nó bền, nó đồ nồi đồng khối đá. Rồi em lên tiếp chỗ nhà một con đây, dòng quay cấp tơ Tutsola, dòng này pin năng lượng nha. Cái này dòng kiểu đơn giản ba kim nhưng mà nó có nhiều chức năng nha, báo thức nè, lịch vạn niên nè, là đèn tự động nha. Con này thì em có hướng dẫn chỉnh giờ nhiều nha, với lại anh em mà cũng thích chơi mấy dòng này nó có đèn tự động nè. Con này thì anh em nào mà hay sưu tầm á, sưu tầm đồng hồ mới mới nữa đó, là chốt nên chốt mấy ngày tự nó độ mới nó cao lắm. Con này độ mới nha, dây của nó nè, phay xước nè, bình hồng zin hết nha. Cái pha cái dây nó mà còn phay xước luôn là cái nhà thấy đồng hồ ta đâu có đeo nhiều, cái kính nó cũng đẹp nữa. Chỉ là lông mèo không đáng kể thôi, kính không sức mẻ. Con này mặt mỡ gà ha, con này chưa chỉnh giờ, cái gì em chỉnh lại cho. Bình hồng này, này là chuẩn nội địa nha, nó là sa băng hát lắp ráp sản xuất trong nước Nhật luôn. Mã của nó là WQ110TDZ DZ chứ, bắt bốn ốc uy tín luôn, phay xước mặt sau đẹp. Dây con này dài lắm, tiền nào của nấy nha. Có những con em bán có 600 650 nhưng mà độ mới không qua này nha. Con này 18.5 luôn, nó cảm biến ánh sáng nha, tối là cứ đưa lên trong tối nó đèn tự sáng. Nói chung là đó, đèn tự sáng đúng cảm biến buổi tối, trong tối là nó sẽ sáng thôi. Rồi con này thì xe 39, 39 nha, đúng chuẩn nó 39, nó 38.7 39 chịu đứng luôn, là 44 mỏng nè, 313 ha. Con này em bán là 850 mã 126 nha, chạy nhiều mũi giờ cái chạy báo thức nè, lịch vạn niên nè, rồi có đèn tự động ha, độ mới cao. Rồi 850 mã 126. Thì muốn dòng cao hơn nữa thì dòng nó cũng y vậy, chức năng vậy nhưng mà nó là Alvenla. Alvenla là dòng cao của Casio. Con này kiểu quân đội ha, mặt xanh, cọc số học trò, có dạ quang đây. Đó, đèn tự động cháy đó nha. Nói chung là cảm biến á, tự cháy á. Lịch vạn niên ha, có báo thức đây nè, on off nè, lịch vạn niên là đèn tự động nè, mặt xanh quân đội, kính zin không sức mẻ, có lông mèo không đáng kể, phay xước bốn góc còn nè. Bản dây thép nè, dây khóa Casio dập hiệu ha. Con này lắp ráp Thái Lan, mã là OVW100BZ. Con này dây còn dài, dây tới 10 này, dây 18.5, 19 vừa nhưng mà 18.5 đeo thoải mái ha. Cũng là có cảm biến ánh sáng nè. Đó. Nói chung lên tay thì nhạy hơn nhưng mà trong tối ha, còn ngoài sáng thì
Ví dụ ngoài sáng này, ngoài sáng cái nhà cứ lắc lên là nó đâu có trong tối đâu, nên nó đâu có sáng. Nên có nhiều anh em hỏi nên tắt đèn buổi sáng khỏi khỏi tắt nha, trừ khi vô tối nữa nè, vô tối cái là sáng. Đó, nó hay chỗ đó nha, có cảm biến đây nè. Anh em nào hay sưu tầm mấy dòng này chốt mấy này, hoặc là chưa có muốn trải nghiệm thì mình chốt này ha. Giá hàng si là quá hời nha. So với hàng mới bên Nhật cái nhà mua ha. Có người thân bển mua về cái giá cao nha, mua một con hai con giá cao. Con này em bán 1 triệu mã 220 ha. 1 triệu mã 220 xây ngang 39 nha. Thì giống nhau, xây giống nhau nhưng mà khác mẫu thôi. Nè, con này thì mặt đen, đen xanh xanh đen á. Kính zin cũng đẹp không xước mẻ nè, quay xước 4 góc. Này. Bản thép, này. Dây khóa. Này. Dây khóa zin dập hiệu hết mặt sau đây. Con này thì nội địa sao băng H nè. Để test có dầu quang không? Thì con này kim có dầu quang nha, đèn nè. Đó. Cũng vậy ha. Cũng là đèn tự động giống nhau ha. Chỉ thích màu thôi, anh em là thích màu ấy thôi. Đó, đèn. Rồi con này thì dây 18 18 năm cũng được giống nhau hết nha. Xe ngang của nó luôn là 39 đó, giống nhau. Mặt xanh thôi, kính còn đẹp nè. Rồi con này em bán 700 mã 129 nha, 700k 129. Con này là bản titanium siêu nhẹ luôn. Con này thì cọc số vàng nhưng mà dạ quang chấm bi mà titanium ha. Nó đèn tự sáng nha. Đó. Thì con này là anh em mà dị ứng bản thép inox á, với lại mồ hôi muối nè ha. Nó thích đeo ba đồng hồ mà bản full thép mà siêu nhẹ chốt mấy này ha. Kính zin còn đẹp không xước mẻ nè. Mấy con này là anh tuyển không nha, mấy tuyển đẹp đẹp không à. Cho anh em ta mua sưu tầm nội địa Nhật ta băng bê nè. Pin năng lượng ha, pin năng lượng khỏe. Dây thì con này thì 10 con này dây 19 được, lên tay rất là nhạy được. Pin năng lượng nồi đồng có đá. Thì mấy dòng pin năng lượng anh em hỏi có chống nước, mấy dòng này chống nước rất cao nha, nó kháng nước rất cao nha, tự nó là pin năng lượng á. Ví dụ mà kiểu cái pin này nó xài lâu đó, nó không ta ít không có mở cái nắp đáy đâu, nên cái độ chống nước rất cao luôn. Anh em đã từng mua máy này xài là biết rồi. Dây khóa này. Rồi con này là cũng là 39 ha, bản titanium 700 mã 238. Có 4 con nha. Rồi em lên sẵn Casio thì em có con này nha, con này thì dòng multiband 5 nè. Tức là nó sẽ bắt sóng 5 cái múi giờ của thế giới á. Đó. Thì multiband 6 thì 6 múi giờ, còn 5 là 5 múi giờ ha. Nhưng mà nó là điện tử bình thường thôi. Nó là chuẩn nha, chuẩn nội địa ha. Là có thứ nè, ngày tháng nè, giờ nè. À, con này bấm vào đây cái là xem được múi giờ thế giới nè, rất là nhiều múi giờ thế giới luôn. Ở Việt Nam mình coi được múi giờ thế giới nè. Đó. Như của ATH của nước nào 5 giờ 57 phút ví dụ gì. Này bấm giờ điểm ngược nè, này bấm giờ thể thao nè. Này báo thức nè. Này quay lại giờ bình thường nè. Đèn nó thì nằm đây, đèn đèn LED nha. Có đèn LED ha. Con này thì cái vỏ nó bằng màu xanh nha, màu xanh ha, với lại cái này nó còn phai xước. Độ mới này cao lắm nha, độ mới này 90 dây nữa nè. Nói chung anh Nhật đeo con này chắc 1 2 lần thôi. Đeo ít đó nha, nó sẽ không có hao mòn nhiều ha. Anh em nào đeo hay đeo dòng gờ sóc nó biết rồi. Nó mặt sau đây. Thông số đủ nha. Dây trong ha. Này mua cho mấy bé cấp 2 á, kiểu mà mấy bé mà hơi to to xíu đeo đi học siêu bền luôn. So với một con đồng hồ điện tử ở Việt Nam thì mấy con này là bỏ xa nha. Lên tay chắc luôn. Màu xanh nó xanh mực. Rồi con này thì xe ngang của nó 47 mỏng. Cái đó cúp ở nhà khỏi cái lo gàn cúp tay nào đeo cũng được. 13 ha. Nó kiểu bản thể thao mà. Này mới 600 nha, 600k mã 239 nha. 600k 239. Ai kết chụp hình tin Zalo cho em. Rồi em lên chỗ nhà dòng một con này nha. Ba kim đi, nhưng mà con này pin năng lượng thì con này tính cũng thuộc nội đồng có đá rồi, nó là dòng thợ lặn nè, niền xay nè, chống nước 200 m nè, 200 m nước nè, đấm củ chai nè, đáy sấy nè, thông số 200 m nước ha. Nó là thương hiệu của Mỹ Elgin nè, Elgin thương hiệu của USA Mỹ nè, titanium toàn thân nè, bản dây xương cá ha. Thì anh em nào mà làm việc môi trường nước á, với lại đi biển rồi đó, chốt máy này tự cái chất thép máy bay nó không có ăn mòn nha, với lại nó siêu nhẹ nữa. Em dị ứng với bản thép nè, chốt cái này dây 18 ha. Lên tay quẩy nè, pin năng lượng nha, pin năng lượng khỏe luôn, một ô lệch gốc 3 giờ nha, kính zin không xước mẻ nè, dẫn báo vết lông mèo ha, không đáng kể nha, này dính bụi thôi.
Rồi con này xây của nó nha, xây nếu mà đo cái rìa luôn tới 39 nè, không đo rìa cũng là 37.5 đi. Chiều đứng luôn là 45 mỏng nè. 9-6 ha, siêu nhẹ nha. Titanium. Mà bản xuyên cá rồi, con này em bán 600 mã số 9 nha. 600k mã số 9 ha. Đó là dòng mà Titanium. Thì Reduno em có Titanium nè, cái này dành cho những em tay vừa tay nhỏ thôi. Con này được cái là mặt dạ quang nha. À, mặt dạ quang. Đó, mặt dạ quang xanh xanh dương ha. Thì cái màu xanh dương nó sẽ khác mấy cái màu xanh kia, càng vô tối nó càng để lâu càng sáng nha đó. Mới mới để vô cái mình thấy mờ mờ nhưng mà để chút xíu là nó càng sáng ha. Titanium mạ rơm, mã cái màu rơm màu xám. Mặt sau đây. Đáy sấy ha. Con này dành cho những em tay vừa thôi, tay vừa tay nhỏ thôi. Thích đeo pin năng lượng nồi đồng có đá chốt này. Được cái là hai ô cái lịch cúc 3 giờ luôn ha. Rồi điểm đo size nữa cho. Xe ngang con này là 35.6 mỏng nè, 8 ly 8 ha. Chiều đứng luôn là 41.9. Rồi con này em bán 450 nha, 450k mã 190 nha. 450 mã 190 ha. Thì vẫn còn một con này luôn. Đó. Nó cũng là mặt dạ quang luôn. Thì hai con giống nhau thôi. Dạ quang nha. Dây khóa nè. Mặt sau đây. Thông số đủ ha. Rồi 450 mã 227 ha. 450k mã 227. Anh em tay vừa tay nhỏ thôi nha. Rồi, em lên chỗ nhà bảng Senco đây, con này đi. Con này là dòng radio solar pin năng lượng nè. Lịch dạng niên kính sao phê ha, thì con này em đã gà sống 13 con này em gà sống hết rồi. Gà sống radio chạy đúng giờ hết nha. Đúng giờ đúng từng giây luôn nè. Thì anh em nào đã từng xài mấy dòng này biết rồi, hoặc là anh em muốn trải nghiệm á thì cứ báo em sẽ gửi video cho cách chơi gà sống radio hoặc là chỉnh giờ bằng tay nha. Dây khóa bản thép mà phay xước bốn góc cũng còn, kính sao phê ha. Con này mặt mở gà, dây Senco dập hiệu nè. Mặt sau đây thông số đủ nha. Em bao nhà chuẩn nha, chuẩn máy nhà Senco nha. Con này dây tới 19 20 cũng được, lên tay nè. Này kiểu bình dân đơn giản á, nhưng mà pin năng lượng siêu bền thì chốt mấy ngày. Mặt cái mặt của nó đổi màu nha, nhìn như vậy là sấm tro nè, nhìn như mỡ gà nha. Đổi màu ha, mặt đổi màu. Rồi con này thì xe ngang của nó nè 39 nha, chiều đứng luôn là 42.8 mỏng nè. 8 ly, con này bán 800 mã 159 nè. Pin solar nha, pin solar ha. Rồi con này là Senco. Con này dòng cũng như vậy luôn, giống nhau hết nè. Con này mặt sấm tro cũng bản thép luôn. Dây thép hết, độ mới nè, quay xước bốn góc cũng còn nè. Em quay chi tiết nha, quay rõ từng chi tiết nè. Cho nhà xem hàng si là quá đẹp. Núm cổ chai đáy sấy ha. Thì cái cách chỉnh giờ con này đơn bằng tay, mình cứ vặn cái núm này ra nè, vặn cái núm ra. Rồi kéo ra mắt giữa nha, kéo ra mắt giữa mình bấm nút này là chỉnh lịch. Rồi kéo ra hết luôn, bấm nút này chỉnh giờ thôi, đơn giản vậy thôi, xong đẩy vô lại thôi. Còn mấy này thì thường em sẽ gà sóng radio để anh chị. Cái nhà về mình có xài lịch dạng niên được luôn ha. Mặt sau đây, nhìn uy tín không? Đáy sấy luôn. Senco con này bán 950 mã 231. 950k mã 231 ha. Rồi con này em đo thẳng luôn nha. 38 ha. Đó, nếu mà đo cái rìa tới 4 39.5 rồi. Chịu đứng luôn là 18. Con này mát này cái. Lâu lâu cái thước mát nha. Đó. Chịu đứng rồi. Chịu đứng luôn 42.6 mỏng. 9 ly. Rồi con này em bán 950 mã 231. Thì con này là titanium. Thì bản thép sẽ có bản titanium ha. Titanium siêu nhẹ luôn. Độ mới nè, kính sao phê lịch dạng niên ha. Con này cũng là núm cổ chai đáy vặn nè. Đáy vặn nha. Mặt sau uy tín không? Dây khóa titanium, anh em nào dị ứng mồ hôi muối ha, với lại dị ứng bản thép mồ hôi muối nào đó, tay mồ hôi muối nè, chốt cái này. Nói chung cái bản titanium thì anh em đeo đồng hồ nha, đeo thép viết nặng tay á, ta đổi qua titanium đeo cho nhẹ thoải mái xíu. Có nhiều anh em ta thích đeo đầm tay nha, tùy theo qua 9 người 10 ý đây. Cọc số thép trắng phối đính đá đen ha. Này mấy ba con này thì em gà ok, gà sống đúng hết rồi, giờ chỉ lên tay thôi. Thì pin năng lượng đeo chừng nào mà dạng như hết pin thôi nha, cái này đeo thêm 3 năm 2 năm mấy 3 năm chứ xin nhờ. Con này thì xe ngang nó 38 á, chịu đứng luôn là 45 mỏng nè. 9 đi 2 nha.
Thì mình đeo đến hồi mà 2 3 năm thì cái con đồng hồ này có 800 ngàn, giá trị 800 ngàn đeo 3 năm nữa là cả nhà lời rồi. Mình cứ suy nghĩ được vậy mình mua được hàng si ha. Chứ mà thí dụ mình mua một con hàng mới luôn á, mới luôn mấy triệu á, mình còn đắn đo chứ hàng si vậy nha, nó bền như vậy rồi mình còn suy nghĩ gì nữa. 850 mã 181 nha. Em kết chụp hình tin Zalo cho em. Thì sẵn dòng đó em còn dòng cao hơn xíu ha. Đây. Con này là dòng cao hơn nè. Cao hơn là gì, xe to thôi nha. Cũng vậy thôi, chức năng cũng vậy thôi, nó là kính sapphire. Kính sapphire nhưng mà vẫn có lông mèo nha, chứ không phải là không có lông mèo nha. Để mất công anh em về thấy lông mèo hô sao kính sapphire có lông mèo, kính sapphire vẫn chày vẫn va đập bể bình thường nữa nha. Đó, dây khóa chứ có nhiều anh em tưởng nó kính sapphire bất tử là không có đâu, nó đâu phải kim cương đâu bất tử nha. Chừng nào mà kính kim cương á, kính kim cương mà bể á, thì khác. Rồi con này Senko nè, khóa nhập hiệu hết, bản titanium siêu nhẹ luôn, bên hông phay xước cũng còn đẹp, đúng cổ chai hết. Mặt sau đây mấy dòng này thì chống nước ok, cái nhà cứ yên tâm, tự nó không không có mở ra thay pin đâu, tự cái cục pin nó có chục năm mà. Xe ngang của nó là 40 nè, xe 40 đứng là 46.8, mỏng là 97 nha. Đó, con này thì để em test có giá quan này anh em mà muốn dòng sóng radio mà xe to chốt này đúng, lâu lâu mới về các bạn vậy nha. Nhà thấy em bán như nãy 3 con nãy lượt chứ riêng con này ít lắm, lâu lâu mới có 19 ha, nhà 19 được nó lên tay nè. Chung gà sóng ok rồi, về chứ lên tay thôi đều. Rồi con này thì giá sẽ cao hơn xíu, 1250 nha, 1.250.000 mã 1885. Thì mấy dòng này cái nhà mình search Google á, mình cứ bấm là Senko sóng radio pin solar này, ra mấy dòng này biết giá trị nó rồi đó. Mình hoặc là anh em đã từng mua ở Việt Nam mà biết biết giá nó cao lắm. Rồi một con Win Win nè, cái ba cái bốn hay năm con này là kiểu thuộc dạng giá bình dân của dòng bình dân của Citigen nha. Nó Win Win là dòng Citigen ha. Thì con này mặt đen nhưng mà nó phối cái mặt rất là độc luôn. Đây dạ quang, đó, dạ quang nha, pin năng lượng ha, lịch dạng niên, kính zin còn đẹp, độ mới con này là 90% nha, 90% phay xước dây nữa là 4 góc, 4 góc win win nè. Mặt sau đó đây, con này thì nó không cách tinh đâu, chắc là lắp ráp nhất nhật luôn. Xe ngang của nó ha, xe ngang đo vậy luôn nha, 38 38 nha, nhưng mà đo đúng 38.5 càng rồi, 44 mỏng 9 đi rưỡi. Con này bản dây gút tay to tay nhỏ thì đeo không được, thì anh em nào muốn nồi đồng có đá chống cái này chống nước rất cao ha, nhưng mà hàng si lưu ý là không còn nước nha, bắt 4 ốc là thấy uy tín rồi. Rồi con này thì anh em nào muốn trải nghiệm cách chỉnh giờ của dòng này thì cũng báo em luôn, em gửi video cho. Này con này chỉnh ok rồi, con này em bán 450 mã 3 số 2, nó là dòng Win-Win. Dòng này dòng Reduno nè, Reduno nó cũng giống nhau hết, nó nhưng mà nó là chức năng giống nhau nhưng mà khác cái đó quyền quy. Con này thì Reduno là công ty con của Citigen đó. Thì con này cũng là cọc số học trò dạ quang, dạ quang xanh dương nha, nó kim xanh lá cây, nó lịch dạng niên ha, kính zin không sức mẻ dẫn báo quất lông mèo nè, kính đẹp mặt xanh ha. Đó, anh em nào mà nồi đồng có đá chốt mấy này ha, cái cục pin là trước mắt ở nhà khỏi lo cục pin này, đeo thêm 2 năm đeo đúng tiếp xúc ánh sáng là hoàn cả 2 năm chưa xi nhê, chẳng là chạy máy 4 1 năm. Con này lắp ráp tại Thái Lan ha. Rồi dây con này giờ 18 18 năm được, 18 8.5 đều thoải mái lên tay 17. Anh em tay 17 đổ lại như em đeo đẹp ha, còn em tay 18 thích đeo mình đeo ha. Xe ngang 38 chịu đứng luôn là 43.5 mỏng 9 ly. Rồi con này 600 mã 260 nha, 600k mã 260 ha. Ai kết chụp hình tin Zalo cho em luôn. Rồi một con mặt trắng nha, Reuno, con này mặt xanh này, mặt trắng này thì thiếu thiếu cái hộp thôi. Con này thiếu cái hộp phay xước. Này con này mới bên Nhật là 2,5 triệu, chưa tính tiền ship về. Cái nhà mua mấy con này ở Việt Nam quá hời. Giá là dạng như xài chán cũng chưa lỗ. Tụi mình xài xong 2 3 năm này có 650 mình quá lời nha. H415 bản thép, bản thép đúc nha. Rồi xe ngang 38 nha, lịch dạng niên chỉnh giờ ok rồi, mặt cọc số học trò, dây thì 18 như vậy thôi. Rồi con này thì 650 mã 161,
mặt trắng ha, trắng thì mặt tới mặt vàng mỡ gà. Con này cũng thiếu cái hộp này. Mấy con này dạng tuyển nha, tuyển cho anh em mà họ thích dòng bình dân của Citizen á. Chiêu Citizen mình mua 1 triệu ngoài 1 triệu nữa, mình nên chơi mấy này có mấy trăm ngàn thôi, nhưng mà chức năng cũng giống nhau, mà nó được cái bản thép nữa, bản thép chắc mới nữa đó. Một vẫn là máy H415 thôi, máy thì cũng không có khác gì con Citizen đó rồi. Dây 18 thôi, lên tay. Con này thì có dạ quang cái gì đó. Con này kim có dạ quang đây, kim dạ quang sáng mặt mở gà ha, cho nhà xem độ mới nè. Có nhiều anh em quay gì nha, em quay đã rõ gì còn vô hỏi em có bị xước này nọ, xước kính này nè, cho nhà xem kính zin không sức mẻ dạng báo vết lông mèo, kính đẹp luôn. Đã quay thì em khuyên khuyên khuyến cáo là mình nên coi video, em có quay từng chi tiết nó sẽ rõ hơn cái chụp hình. Có nhiều anh em vô kêu chụp hình chụp tranh coi con đó nữa, chụp mà thí dụ mà lỗi nó nằm đâu đây hoặc là dưới đây mà về mà có nhận đồng hồ mà cứ báo em cũng không chịu trách nhiệm nha. Tự bán cái mình đã bỏ thời gian cho mình like kỹ cho anh em mà anh em cứ kêu chụp hình để chốt không là đó là mất quyền lợi của mình ha. Em báo hết rồi nè, con này đẹp lắm, con này nhận vừa ý liền anh em, nếu mà thích dòng này nha, nhận con này vừa ý liền 650 mã 237, 650 mã 237. Con này thì bình dân luôn nè, con này là như bán cục pin vậy nha. Con này thì kính nè, em có báo nè, em để nghiêng cho nhà thấy lông mèo không, nhưng mà nó không phải xước nha, lông mèo nhưng mà không phải xước. Có nhiều anh em cứ đè vô ép em luôn, ép em hô cái này bị xước, xước tức là cả nhà có đánh cỡ nào đánh nó vẫn còn hủng ha. Còn cái này là lông mèo, cái nhà chỉ ra anh thợ anh đánh nhẹ, anh liếc nhẹ cái là nó kính nó sẽ đẹp ha. Nè cái niềng của người ta còn nguyên si chứ không có dấu gì để gọi là xước nặng nha. Có nhiều anh em cứ ép vô xước để trả giá em không có nha, đừng có trả giá của đó, em không không bao giờ bán luôn nè. Cái này là em chỉ báo là cái nhà về chứ nhiều anh em kỹ á, mình bu lia nhà thợ bu lia 50-60 là sẽ đẹp. Còn mà đeo bình thường mà để làm việc, để bình thường coi giờ bình thường nha, nè không có gì ảnh hưởng gì đó. Dây khóa mặt sau đây, ví dụ mà xước ví dụ khuyết nặng em báo cho nhà luôn chứ khỏi 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 có bắt bẻ em chỗ đó. Con này nè y vậy nè, độ mới nè. Rồi con này dòng bình dân giá rẻ hơn xíu thôi, con này dây thì 10, con này 17.5 đi, 17.5 so với cái mặt này 17.5 là cũng to nha. Pin năng lượng nha, bán bằng tiền cục pin nha, xe ngang 36 nè, chịu đứng là 43.8 mỏng, 9 ly, kính nó hơi lòi nha. Rồi con này thì em bán nhà giá có 380, 380k mà 118 bằng tiền cục pin thôi. Anh em nào mà cái đồng hồ Citizen mà hơi cục pin đi mua cục pin này là 450, 450 mà chưa tính tiền ship nè, mà chưa biết chỗ mua nữa nha. Con này là pin khỏe như bán 388 như cục pin nữa nha. Rồi mã 118, ai kết cho phần những tin Zalo cho em luôn. Rồi thì dòng pin năng lượng em lên như đó thôi nha, thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha, còn nếu tin tưởng em chuyển khoản không đem bao ship ha. Rồi em xin chào nhà nha.